Người già, trẻ nhỏ, tập thể dục hay vui chơi giải trí là những hoạt động có thể nhìn thấy ở bất cứ công viên nào. Tuy nhiên, tại công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội lại có thêm những hoạt động được cho là đặc sản mà không công viên nào có được. Đó là hoạt động thả rông, huấn luyện chó tại đây, bất chấp lệnh cấm, được đặt tại các lối ra vào, thậm chí là có bảo vệ ngồi gác. Mỗi một lần có một cái biển là cấm chó dắt rộng vào thả rông. Thế nhưng mà biển thì ấy, nhưng mà người dắt chó vẫn cứ ung dung đi vào. Mà đấy là cái cổng chính ấy. Đây cái biển mà nó chả có tác dụng gì cả. Người dắt chó thì vẫn dắt chó. Mà người bảo vệ thì vẫn cứ bảo vệ, chả nói năng gì cả. Mà nói chung là sáng lại còn nhiều hơn nữa. Sáng còn nhiều chó hơn buổi chiều. Ông ấy huấn luyện chỉ mang ra đây huấn luyện thôi. Chỉ huấn luyện là bơi mới lại bắt ném bóng ra ngoài kia xong bơi ra nhặt vào thôi. Nói chung là đủ hết ạ. Từ chó Nhật rồi đến chó Béc Dê rồi nói chung đủ loại chó. Thực sự nhất là mình nhiều khi mình đi thì người chủ thì người ta nuôi bảo con chó nó hiền. Nhưng mà mình cũng không cũng biết làm sao được nó hiền. Mình thì cũng không sợ chó đâu mà đôi khi mình đi tự dưng nó chạy xô ra bắt mình cũng giật mình chứ đâu có phải là không. Tất nhiên cũng sợ thật. Tại vì nếu mà biết đâu con chó đấy huấn luyện không tốt thì không nghe lời chủ thì nó cũng gây lên cho những cái trường hợp là phản cảm. Hoặc là những chồm của người mình, mình sợ thì có thể là mình giật mình làm cho các cảm giác mình cũng không quan tâm nơi công cộng này. Mình muốn là nơi công cộng này là để mọi người đều thoải mái và an tâm hơn. Không khỏi trầm trồ khi thấy những chú chó Béc Dê, Golden lao tới đắp bóng, tranh giành nhau, bơi lội tự do dưới ao như khuôn viên này dành riêng cho huấn luyện chó. Không khác gì diễn xiếc. Có nhiều người tò mò lại gần xem, nhưng cũng có nhiều người không dám lại gần vì sợ. Rất nhiều người cho rằng việc huấn luyện chó tại đây gây mất an toàn cho người đi bộ, tận hưởng không khí. Nơi đẹp nhất của công viên lại trở thành địa bàn để huấn luyện chó. Ngoài ra, việc đưa chó ra công viên thả rông, vui chơi còn gây mất vệ sinh chung nơi công cộng. Nhưng suy cho cùng cũng không ai dám lên tiếng. Trông thấy như thế thôi chứ mà không dám nói. Biết đâu lại nói cái là nó xịt chó ra, cắn mình thì phải chết, mình phải vạ, mang vạ đây. Xen kẽ vào những đám đông là đủ các loại chó, từ chó Tây, chó ta, chó cảnh, chó dữ, chạy vô tư, phong uế ra môi trường mặc dù có chủ đi kèm. Phớt lờ những biển hiệu cảnh báo, hành động này được cho là coi thường pháp luật và vô ý thức tại môi trường nơi công cộng.